ai cũng vậy đâu, cũng like thôi. Nhưng mình like để làm kỷ niệm. Đang có mặt tại Đà Nẵng và bây giờ hai chị em chúng tớ đang đi lên chùa Linh Ứng. Sao nhiều người sáng quá, ai thức dậy sớm nhiều người quá vậy? Mới vô năm trăm mấy rồi kìa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Tưởng buổi sáng live là không có ai hết á, ai ngờ mà đông quá. Chưa có về Sài Gòn bé Hòa ơi. Chị đang đi lên chùa xong mới ra sân bay về Sài Gòn. Chào buổi sáng mọi người nha. Trời mưa từ tối hôm qua tới giờ mà không phải là mưa mà gọi là bão luôn. Mà đi bây giờ lên chùa thì hết mưa rồi. Quay cảnh cho mọi người xem nha. Tới trên đó. Sắp tới trên chùa rồi. Một con đường đẹp. Đi lâu lắm rồi mới ra đây lại. Thức dậy sớm quá mọi người. Chưa vô điểm danh cái coi chứ mình là mình chưa ăn nó nhờ. Thank you.
đầu tiên của chương trình. Khách thì có rồi nhưng mà xem mình mở hàng đầu tiên. Có gì anh ở ngoài đặt đợi tụi okay. Em nha. Cái hình mở hàng đầu tiên của chùa nè. Đang trên đâu? Hả? Đang trên đỉnh đạo đây nè. Livestream đi chùa thôi. Ai đây mọi người? Cô bé tóc hồng. Mình đến đầu tiên tại chùa. Mình là người đầu tiên. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hai chị em đi chùa mà lên chùa không có ai hết trơn á, chỉ có hai chị em thôi. Người đầu tiên đặt chân đến chùa sớm nhất của ngày hôm nay. Chính xác. Dạ. Này cứng ra quá à. Ta tháo ra đi hả? Nặng quá. Oh, qua đi. Bé gấu chưa có đi lên chùa lên đứng bao giờ. Hôm nay sẵn tiện đi hát ở ngoài đây, Sa Ca dẫn bé gấu đi. Còn Sa Ca thì đi rất là nhiều lần rồi. Qua đi. Em muốn đem bao thư theo không? Không bị á. Rồi vô cũng dự. Live stream tiếp nha, tại vì vô tới đây rồi.